Vân Anh nhìn rõ cái hình ảnh trên trên chia sẻ màn hình này chưa? Dạ rồi dạ. Thế thì nói về chẩn đoán hình ảnh về cột sống thì thứ nhất là cột sống thì nó có chia ra làm từng các cái đoạn khác nhau, cổ, ngực, thắt lưng cùng. Thứ hai về các loại chẩn đoán hình ảnh thì người ta có nhiều các cái phương pháp thăm dò khác nhau. Thì gồm có là từ X-quang, thậm chí cả siêu âm, CT cộng hưởng từ thì đều là các phương pháp mà thăm dò về chẩn đoán hình ảnh cột sống nhé. Ngoài 2 giờ đi đúng không? 2 rưỡi đúng. Thì nội dung cái bài trình bày hôm nay thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là nói về giải phẫu chẩn đoán hình ảnh. Thứ hai là các bệnh lý về cột sống mà liên quan đến các cái phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh về cột sống. Đầu tiên thì cột sống chúng ta được chia ra làm 3 cái đoạn chính, gồm có đoạn cổ, đoạn ngực và đoạn thắt lưng. Đó, thì cổ thì có 7 cái đốt sống cổ. Tiếp theo đoạn ngực thì nó uốn cong ra sau giống như là bị gù ấy. Và có 12 đốt sống ngực. Cái chiều cong của cái cột sống thắt lưng thì lại ngược lại, gồm có 5 cái đốt sống thắt lưng theo chiều ưỡn ngược lại với cả cái chiều của cột sống ngực. Đấy, giúp chúng ta cơ thể người ta trọng lực nó rơi về phía cái cột sống thắt lưng. Đấy. Như vậy thì nhìn qua về cái cột sống cổ ngực thắt lưng thì cái vùng mà thắt lưng và thắt lưng cùng là cái nơi mà chịu lực nhiều nhất trong cái cơ thể đó. Và chính vì thế cho nên là chúng ta mới để ý thấy rằng là các cái bệnh lý về cột sống về thắt lưng là nhiều hơn là cột sống ngực hay là cột sống cổ. Là vì như vậy, những cái chỗ nào mà nó là cái phần mà chịu lực nhiều thì những chỗ đấy nó dễ bị thoái hóa, nó dễ bị thoát vị các thứ nhá. Đấy, thì vì sao mà cái tỷ trọng cái bệnh lý về cột sống thắt lưng nó lại nhiều như vậy? Xin lỗi các bạn, chờ tôi 2 phút nhé. Thứ hai em điền ngày cho anh nhé. Điền tên lên ra nhé. Các bạn còn ngồi đấy không nhỉ? Dạ có ạ. Đấy thì là nói về
cái lý giải tại sao mà cái tỷ trọng mà chúng ta gặp các cái bệnh lý về đau cột sống thắt lưng mà người ta đi viện người ta khám nhiều đến mức độ như vậy, đó. Trong tất cả các loại chụp cộng hưởng từ về cột sống thì đến 80% là chúng ta sẽ gặp về cột sống thắt lưng. Đấy. Cổ hay ngực thì cũng có thể gặp, nhưng mà thường là nó nằm ở trong các cái bệnh lý về chấn thương hoặc là về các hội chứng vai vai gáy các thứ thì có thể người ta quan tâm đến cột sống cổ. Cái thân đốt sống nó gồm một cái đốt sống gồm cái thân đốt sống là cái thành phần mà nó chịu lực. Đấy. Là các cái thành cái phần mà nó lớn nhất và cứng nhất của cái đốt sống, nó tỉ lên nhau và nó chịu lực. Và giữa các cái thân đốt sống, phía sau thân đốt sống thì nó có cái lỗ gọi là lỗ sống, và đây là nơi mà cái thành phần quan trọng nhất của cơ thể của hệ thống thần kinh cột sống, đấy là phần tủy sống, nó đi trong cái này và nó được bọc trong một cái khối khối kín liên tục gồm có là cuống sống và các cái mảnh sống. Đồng thời là cột sống nó sẽ được gia cố vững bằng các cái mỏm gai, mỏm ngang. Đấy. Các cái mỏm ngang này nó tiếp khớp với nhau bằng các cái khớp gọi là khối khớp bên. Đấy. Khối khớp bên để nó làm sao cho cái rất là nhiều các đốt sống này nó khớp lại với nhau, nó thành một cách vững chắc, thì đấy là cái cấu tạo của cơ thể. Và khi mà các cái xương ấy, nó xếp với nhau thì nó sẽ được giữ bởi các cái dây chằng. Đấy. Thì những cái dây chằng nó sẽ gồm có là các cái dây chằng dọc trước. Đấy. Dây chằng dọc sau. Dây chằng vàng nó lót ở phía giữa các cái mảnh sống. Và cái dây chằng liên gai. Đấy, đây là các dây chằng mà nó làm cho cột sống nó vững, nó chỉ có cái động tác là cúi ưỡn thôi, xoay thôi, chứ nó không trượt đi được. Đấy. Và có một cái điều đặc biệt là ở những cái dây chằng này, nó sẽ có những cái thụ thể thần kinh, và một cái lý do nào đó mà nó bị đẩy lồi ra thì có thể nó sẽ ra trước hoặc ra sau thì đều có những gây ra đau đớn vì nó có những thụ thể thần kinh ở đây. Đấy. Thì cái hệ thống của ống sống nó sẽ bọc cái tủy sống. Đấy, trên một cái thành tạo một cái ống cứng bằng xương. Sau đó thì ở mỗi một cái đoạn của nó thì có một cái lỗ chúng ta nhìn nghiêng từ ngoài từ bên vào chúng ta sẽ nhìn thấy cái lỗ này. Cái lỗ này nó thuôn dài theo chiều trên dưới, và đây là nơi mà các cái rễ thần kinh nó đi qua thì tủy sống nó chui ra ngoài. Đấy, thì đây là cái cấu tạo của cái cột sống. Thế thì các cái bệnh lý mà khiến cho bệnh nhân người ta đi khám bệnh mà liên quan đến cột sống nó chỉ có ở mức độ là một số các bệnh lý chính, ví dụ như là về chấn thương, thoái hóa, các bệnh lý về viêm có thể vô khuẩn hoặc là viêm nhiễm khuẩn, là bệnh lý u, một số các bất thường bẩm sinh của cuộc sống, hoặc là các bệnh lý về dị dạng mạch máu liên quan đến tủy, hoặc là bệnh về máu liên quan đến xương cuộc sống, thì tất tần tật các cái bệnh lý của cuộc sống này chúng ta đều có thể thăm khám bằng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh từ các mức độ khác nhau. Đấy. Thì bao gồm có chụp X-quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, chụp PET CT hoặc là chụp mạch. Thì tùy các bệnh lý mà chúng ta có chỉ định khác nhau. Tuy nhiên là bao giờ cũng bắt đầu bằng những cái cơ bản nhất là chụp chiếu không xâm lấn, bao gồm có chụp X-quang, chụp CT hoặc cộng hưởng từ. Đấy. Thì với mỗi một cái công cụ như này thì cái lợi thế của nó trong cái việc đánh giá các cái phần mềm hoặc là cái xương sổ thứ thì như thế nào, thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái phần này. Thứ nhất là chụp về X-quang ấy, thì nó là phương pháp thăm dò đầu tiên của tất cả bệnh lý đau cột sống mà người ta đi khám. Đấy, đau cổ, đau lưng hoặc đau cột sống thắt lưng các thứ thì đều cần phải bắt đầu bằng cái chụp X-quang, nó nhẹ nhàng nhất, đỡ tốn tiền và nó sẽ mang lại những cái giá trị gợi ý ban đầu. Đấy. Thứ nhất là
Chụp thì có các cái tư thế thẳng hoặc nghiêng. Ngoài ra thì đối với cột sống thắt lưng thì người ta có thêm cái tư thế ưỡn hoặc là cúi, còn chụp cổ thì có tư thế há miệng. Tại sao lại phải cúi hay ưỡn? Bởi vì có những cái bệnh lý, ví dụ như trượt chẳng hạn, nó chỉ bộc lộ ở tư thế ưỡn tối đa thôi, hoặc là cúi tối đa. Còn nếu mà thẳng nghiêng thông thường thì nó lại xếp về đúng cái chiều cong sinh lý của nó, và chúng ta sẽ không thấy được tổn thương. Chính vì thế cho nên là đôi khi mà các bác sĩ lâm sàng người ta khám, người ta yêu cầu các cái tư thế đặc biệt, bởi vì là nếu mà tư thế đấy nó bất thường, nó tổn thương thì đồng nghĩa với việc là cái bệnh nhân đấy là bệnh lý, cái đấy bệnh lý cần phải điều trị, hoặc là cái bệnh lý rất rất nguy hiểm, ví dụ nó có thể gây ra trượt hoặc là hẹp rất là nặng nề các cái đường ra của dây thần kinh. Về kỹ thuật ấy, thì người ta đưa cái kỹ thuật chụp chụp mà thẳng và nghiêng một cách kinh điển thôi. Đấy là chụp thẳng ấy, thì không phải là cái tia nó đi vuông góc với cả mặt bàn nhé, mà chúng ta để ý nhìn tia nó hơi đi chếch. Đấy, tại sao lại phải chếch như vậy? Bởi vì là chỉ có chếch như vậy thì khi mà lên phim thẳng chúng ta mới nhìn được các cái khe đĩa đệm, đấy, các khe giữa cái thân đốt sống. Còn nếu mà chụp vuông góc đúng 90 độ so với bàn thì nó sẽ chồng lên cái khe liên đốt sống này và làm cho nó bị hẹp một cách giả tạo, dẫn đến chúng ta đọc nhầm kết quả. Và như vậy là nói về cái chụp, kỹ thuật chụp một cái cơ bản nhất là bệnh nhân phải ưỡn cổ lên, ưỡn mức độ trung bình thôi, không cần phải ưỡn tối đa, và cái tia thì đi hơi chếch khoảng 15 độ. Đấy, thì lúc giờ nó sẽ vuông góc với cả cái da cổ này, thì đấy là một cái mà tiêu chuẩn để đọc, để chụp cái X-quang, và chúng ta sẽ để chúng ta hướng dẫn kỹ thuật viên người ta chụp nếu không biết. Đối với cả chụp cột sống thắt lưng thì cái tiêu chuẩn của cái phim, thực ra đây là cái tiêu chuẩn chung của các loại phim về cột sống thôi. Nếu mà tư thế thẳng đấy thì chúng ta nhìn thấy cái mỏm gai nó ở chính giữa, và hai bên của cái mỏm gai nó là các cái cuống sống, và nó phải đối xứng qua cái mỏm gai này. Nếu mà bệnh nhân mà nằm vẹo hoặc là các cái dị tật mà gây ra vẹo cột sống thì nó sẽ không có cái mỏm gai nằm giữa cái hai cái cuống sống này. Và đấy là cái tiêu chuẩn, là một là kỹ thuật viên người ta chụp sai, hai là cái bệnh nhân đấy nó có bệnh lý về vẹo cột sống. Đấy. Có những bệnh nhân mà nhìn bên ngoài hoàn toàn bình thường, không có một cái vẹo cái gì hết, nhưng mà chụp lên thì nó thực sự nó lại có một cái tổn thương vẹo mức độ kín đáo, thì có thể phát hiện được trên X-quang mà thôi. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn là mỏm gai và nằm ở hai bên đối xứng với cả mỏm gai đấy là hai cái cuống sống. Chúng ta nhìn thấy cuống sống nó cản quang nó hình tròn. Cái cuống này nếu mà ở thắt lưng thì cuống này nó to, cuống to, còn nếu càng lên trên thì cuống này nó càng nhỏ. Đấy. Tiếp tục nữa là chụp cột sống thắt lưng thì bao giờ cũng phải thấy được khớp cùng chậu, đấy là một tiêu chuẩn bắt buộc của cột sống. Đối với cột sống cổ thì ở tư thế nghiêng thì người ta cho bệnh nhân đứng thẳng nhìn thẳng phía trước và tia đi vuông góc với cả tia vuông góc với cả cái bàn, cái tấm cảm biến đọc phim. Với cái tiêu chuẩn của một cái phim chụp cột sống cổ là bắt buộc phải nhìn thấy được cái ngành lên của xương hàm này, nó sẽ tách ra khỏi cái đốt sống C1. Đấy, bởi vì khi phân tích một cái phim chụp cột sống cổ cực kỳ quan trọng là phải nhìn được cái C1 nó không bị trượt C1 và nó chứ không trượt ra khỏi cái xương chẩm. Thứ hai nữa là cái phần mềm ở phía trước của cái C1 thì nó không bị dày lên, nó không bị liên tục mất xóa hoàn toàn khoảng sáng ở phía sau của cái ngành lên của xương hàm, bởi vì nó sẽ tương ứng với các bệnh lý ví dụ như áp xe ở cái khoang nguy hiểm, hoặc là có thể nó trượt cái đôi, bất thường trượt của cái độ chậm. Một yêu cầu bắt buộc nữa là cái cột sống cổ 7 thì nhìn được. Đấy. Muốn vậy thì bệnh nhân thả hai tay xuống, buông thõng xuống
và làm thế nào mà cái vai này nó thõng xuống hẳn xuống dưới. Nếu mà cái vai này hơi cổ hơi rụt rụt một chút, vai này hơi nhô lên thì nó sẽ che khuất cái cổ bẩy này và chúng ta sẽ không nhìn được nó xuống cổ bẩy, và tiêu chuẩn phim đấy là không đạt yêu cầu. À, như vậy thì trên phim cổ sống cổ nghiêng tiêu chuẩn bắt buộc chúng ta phải nhìn thấy bẩy đốt sống cổ, nhìn thấy được cả cái đốt đội trầm và cái mảnh trước của cái thân đốt sống C1, thì đấy là cái tiêu chuẩn bắt buộc của một phim X quang cổ nghiêng. Đối với cả phim X quang thắt lưng nghiêng chẳng thì người ta bắt buộc phải thấy được toàn bộ 5 cái thân đốt sống thắt lưng. Đấy, muốn trong trường hợp vậy thì thường là bệnh nhân phải đứng ưỡn người ra trước và nhẹ và ở trên tư thế là nằm chụp nghiêng ấy, thì thường là kỹ thuật viên người ta sẽ duỗi cái đùi, cái hông nó sâu xuống để đây là cái màng chậu này nó không bị che khuất mất cả cái xương đốt sống thắt lưng của L5. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái cột sống thắt lưng bình thường ở bên nghiêng thì các cái thân đốt sống nhìn rất là rõ với cái chiều cao, tức là cái góc trước trên và góc trước dưới nó phải là vuông hoàn toàn. Đấy, nếu mà nó bị nhọn thì chắc chắn là có bất thường về hình thái của thân đốt sống. Ở ngoài ra thì chúng ta còn nhìn thấy cái lỗ. Chúng ta nhìn thấy cái lỗ mà hơi đen đen hay là lỗ liên đốt sống. Đó. Đây là cái nơi mà các rễ thần kinh nó chui ra. Đấy. Ở cái tư thế nghiêng hoàn toàn của cột sống thắt lưng thì chúng ta sẽ nhìn được cái lỗ. Còn nếu mà ở cổ muốn nhìn được cái lỗ này chúng ta phải check 3/4, check chứ không được để nghiêng hoàn toàn. Tức là nghiêng nhưng mà không phải nghiêng hoàn toàn mà chỉ nghiêng đến khoảng 75 độ thôi chứ không được đến 90 độ thì sẽ thấy được cái lỗ. Để xem là cái xương nó có gây ra hẹp, biến bất thường gì hẹp cái lỗ tiếp hợp này không. Sẽ quyết định đến cái triệu chứng của bệnh nhân. Và cái khoảng mà nằm giữa hai cái thân đốt sống đấy thì chắc chắn nó phải là đĩa đệm. Đối với cả các cái máy mà đọc phim mà phân giải tốt, chúng ta có thể nhìn thấy hình mà mờ của cái đĩa đệm và chúng ta có thể dự đoán được là cái đĩa đệm này nó có bị thoát vị không, nó lôi vào trong cái lòng, trong cái lỗ tiếp hợp này hay không. Chiều cong phía trước của cột sống thắt lưng nó tạo thành một đường cong liên tục, không bị gập góc hay không bị các cái thùy gì nó lồi lên. Thứ hai là chiều cong ở phía sau. Thứ ba là cái cuống sống chúng ta phải xem. Và có một điều đặc biệt quan trọng mà các cái bác sĩ đọc phim X quang hay bỏ sót, đấy là cái khối khớp bên. Đó, cái khối khớp bên này nó cũng rất là quan trọng bởi vì là nó có thụ thể thần kinh. Với những cái trường hợp nó thoái hóa, nó tăng áp lực, nó có dịch tăng áp lực ở trong khối khớp bên này lên thì bệnh nhân rất là đau, bệnh nhân đau lưng rất là dữ dội. Nhưng mà chụp chiếu lên các thứ chúng ta không phát hiện được cái tổn thương gì thì lúc bây giờ là chúng ta cần phải quan tâm đến khối khớp bên này. Như là đã nói thì là phim check của cột sống cổ check khoảng 3/4 hay là gọi là 75 độ thì nó sẽ bộc lộ rất là rõ cái lỗ tiếp hợp. Đấy. Còn nếu mà chúng ta để nghiêng hoàn toàn thì như cái bệnh nhân này để nghiêng hoàn toàn không bao giờ thấy được lỗ tiếp hợp. Đấy, mà check sang sau. Đây là các cái lỗ tiếp hợp và đầy đủ 7 đốt sống cổ. Đấy, phải thấy rõ. Ở đây có một cái khái niệm là hình con chó ở Scotty. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái tai đây. Chính là cái cuống sống. Chúng ta nhìn thấy cái mỏm ở phía trên hoặc là miệng của chó, đây là cái mỏm gai của cái đốt sống chúng ta nhìn từ bên kia sang và thân. Cái con chó này nó còn quan trọng ở chỗ là chúng ta phát hiện ra cái dấu hiệu gãy của cổ, cái cổ của nó, cái cổ của nó mà bị gãy nó hở ra thì chứng tỏ là cái cuống sống này nó bị hở. Đối với cả cái phim ưỡn ấy, chẳng hạn thế thì cho phép chúng ta cúi ưỡn tối đa thì cho phép chúng ta xác định được là cái tổn thương thực sự ở cái cột sống thắt lưng
Ví dụ như là có những cái bệnh nhân ấy mà chụp cuộc sống lên thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà ở cái tư thế là đây là ưỡn tối đa thì chúng ta nhìn thấy cái L5 với S1 nó hơi lệch ra nhau. Đấy, đây là tư thế cúi tối đa thì nó sẽ hơi lệch một chút. Tư thế ưỡn thì chúng ta nhìn rõ nhiều là cái L5 với S1 nó trượt ra nhau, và khi mà nó trượt ra nhau ấy, thì cái lỗ này đang từ rộng mà thành hẹp, đang từ rộng mà thành hẹp thì đồng nghĩa việc là nó sẽ có những cái chèn ép gì đó ở đây. Đấy, đấy là điều chắc chắn, và nó làm cho ở đây chính là thủ phạm mà mỗi khi mà bệnh nhân người ta cúi hoặc ưỡn nó chèn vào và bệnh nhân rất là đau. Khi mà đưa về tư thế bình thường rồi thì cái rễ thần kinh nên nó đang bị chèn, nó đang bị viêm và nó vẫn tiếp tục đau, và đó chính là cái lý do mà bệnh nhân đến khám ở viện. Bạn có hỏi gì không nhỉ? Thầy ơi, cho em hỏi là nếu mà trong tư thế cúi hoặc tư thế ưỡn mà có hẹp hẹp, ví dụ như trường hợp này có hẹp khe L5-S1 thì mình vẫn kết luận luôn là hẹp khe L5-S1 luôn là thật. Đúng rồi, mình phải kết luận cái bệnh của nó, kết luận cái nặng đấy. Ví dụ như là chụp X-quang mà tư thế thẳng nghiêng nó hoàn toàn bình thường, không hẹp không gì hết, nhưng khi chuyển sang cúi ưỡn chẳng hạn nó có bất thường thì đấy chính là bệnh, và mình sẽ kết luận là nó hẹp khe khớp hoặc là trượt đốt sống, mà hoặc là tư thế cúi hoặc tư thế ưỡn thì rõ là, còn cái bình thường kia thì mình không cần kết luận nữa. Dạ vâng, em cảm thấy Tại vì thực thực chất ấy là cái đau của người bệnh là do cái tư thế đấy nó gây ra, thì bắt buộc mình phải là và chính là bệnh rồi, chúng ta cần phải phải sẽ đọc vào phần kết quả. Một số cái tư thế đặc biệt, ví dụ như là tư thế há miệng này chẳng hạn, thì để cho những các cái đánh giá gãy cái mỏm gạo mỏm nha thôi, nhưng mà cho đến nay thì thường là sẽ người khi mà nghĩ đến cái chuyện này người ta hay chụp CT hơn vì nó rất là rõ ràng trên CT, hoặc là X-quang chúng ta gợi ý có gãy mỏm nha chúng ta chuyển sang CT. Dấu hiệu gãy mỏm nha là chúng ta nhìn thấy mất liên tục hoặc là cái đường đứt đoạn trên phim thẳng, và chúng ta nhìn thấy nghiêng là nó đã bị trượt. Cái mỏm nha này sở dĩ là nó có là vì nó giữ để cho cái đốt sống C1 nó không bị trượt ra khỏi C2, nó không bị trượt ra khỏi nhau, và nó làm vững cố định trước sau. Khi mà trên phim nghiêng chúng ta nhìn thấy nó bị trượt ra thì chắc chắn nó có gãy gãy mỏm nha rồi, thế nào dấu hiệu cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Ưu điểm của chụp X-quang là rất là nhanh và đơn giản, chi phí thì thấp và không nhiễm ít bị phơi nhiễm tế hơn so với cả CT. Nhưng mà nhược điểm của nó thì chúng ta thấy rằng là đối với cả những trường hợp mà gây vi gãy xương nhỉ, hoặc là vỡ thân đốt sống các thứ thì không phải lúc nào X-quang cũng có thể thấy được, nhất là những trường hợp mà nó bị vỡ thân đốt sống nhưng mà nó không bị lún hoặc không bị gì lệch nhiều thì chụp X-quang không thấy được gì hết, mà luôn phải bắt buộc phải chụp các cái phương pháp khác. Đấy. Đối với cả X-quang thì làm một cái thăm khám đầu tay, thấy rất tần tật những trường mà chấn thương hoặc thoái hóa thì chụp X-quang. Tuy nhiên là không phải lúc nào người ta cũng mang ra chụp X-quang. Đối với cả ví dụ như bệnh nhân chấn thương, trong bệnh cảnh của chấn thương thì người ta đôi khi người ta phải đưa ra người ta chụp CT luôn, không cần phải chụp X-quang nữa.
Đấy. Ví dụ như một cái bệnh nhân mà đa chấn thương chẳng hạn, người ta hôn mê không thăm khám được gì nhiều, thì và chụp CT rõ cái là auto chụp luôn cả ngực bụng luôn trên phim chụp luôn, bởi vì là càng ngày những cái các cái máy nó đa dãy chụp sọ rồi là cổ ngực cái thứ cột sống nó chạy rất là nhanh, nó chỉ mất có vài giây thôi, khoảng hơn 10 giây thôi là xong hết. Cho nên là những cái trường hợp cụ thể thì đôi khi người ta cần bỏ qua cái X-quang mà chuyển sang luôn chụp CT hoặc là chụp cộng hưởng từ. Khi mà chúng ta đọc phim một cái phim chụp cột sống thì chúng ta cần phải quan tâm đến bốn là năm cái tiêu chí, và để tránh cho chúng ta bỏ sót tổn thương, thứ nhất là chữ cái ABCS, A là alignment là sự thẳng hàng, cả ngực cả cổ cả thắt lưng chúng ta đều phải thấy được cái sự thẳng hàng của cột sống ở bất kỳ một tư thế nào mà chúng ta đọc kết quả. Trên bất kỳ một cái tư thế nào mà có cái sự không thẳng hàng, sự di lệch thì đều là bất thường hết. Tiếp theo là về xương, các cái mật độ xương chúng ta nhìn thấy vỏ xương, tủy xương nó phải rõ ràng, không có cái tiêu, không có cái hủy xương chỗ nào hết thì là bình thường. Thứ ba là khớp, C là cartilage. Thì cái khớp ấy, thì chúng ta quan tâm đến một khớp liên đốt sống. Cái liên đốt sống này nó phải có một cái chiều cao nhất định nào đó, bởi vì nó là nơi đĩa đệm. Nếu hai cái xương này là dính vào nhau thì đĩa đệm là bằng không. Mà đĩa đệm bằng không thì kiểu gì nó cũng gì nó phều ra phía sau, phều ra phía trước, và kiểu gì nó cũng là bệnh lý hết. Cái khớp tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm là khớp khối khớp bên. Khớp bên này. Đấy, chúng ta thậm chí vẫn còn nhìn thấy là cái từng mờ mờ khối khớp bên như này. Có nhiều bệnh nhân người ta đau vì đau khối khớp bên thôi chứ không vì một cái gì khác. Đấy. Cho nên là chúng ta phải xem được cái đĩa đệm là vì như vậy. Tiếp theo là phần mềm. Đấy, phần mềm về phía trước, phía sau, rồi có cạnh cột sống thì là những cái mà cần phải xem. Đối với cả cột sống ngực hay là cổ hay thắt lưng thì cái tiêu chí đầu tiên là chữ tư thế A là alignment, thì chúng ta phải nhìn được các cái đường tưởng tượng, chúng ta nhìn được từ những đường tưởng tượng của cột sống cổ. Đấy, có bốn cái đường mà nó song song với nhau. Đấy. Tư thế này. 1 2 3 4 chúng ta nhìn thấy lúc nào cũng phải thấy được cái thông với nhau, song song với nhau hết. Sự thẳng hàng và thể hiện ở cái chỗ là chữ bình thẳng. Đấy, chúng ta nhìn trên phim thẳng. Đấy. Phim thẳng thì chúng ta phải nhìn vào cái mỏng gai. Tuy nhiên đây là mỏng gai rồi. Nó xuống cổ nó bị lè vẹo sang bên. Đấy, xong nó lại về bình thường. Như vậy đây là chắc chắn là có bất thường. Đấy. Tiếp theo là phim trên phim nghiêng, chúng ta nhìn thấy sự thẳng hàng, vẽ một cái đường thẳng tưởng tượng thì chúng ta sẽ được bốn cái đường song song với nhau. Một cái vấn đề nữa là về xương thì đối với cả thân đốt sống chúng ta nhìn thẳng hay nghiêng đều có dạng hình hộp vuông hết, các góc và nó phải vuông. Đối với phim thẳng thì chúng ta nhìn được hai cuống cuống sống, nếu mà nhìn thấy một cuống sống thì coi chừng là nó đã bị tiêu xương và nó bị gọi là đốt sống chột. Đấy, tiếp theo là cái mỏng gai ở giữa đối xứng hai bên. Đấy, và mấu khớp. Đấy, vẽ cái mỏng ngang. Chúng ta nhìn thấy ở đây là có cái mỏng, đây là cái cuống. Bên này không có cuống đâu cả, tại hình mình đốt chột mắt. Đây là một cái cuống, bên này có cuống đối xứng. Đối xứng của nó là gì? Là qua được giữa với các cái mỏng gai. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái bệnh nhân mà bị tiêu mất cái mỏng, mất cái cung sau hay là đốt sống chột mắt ấy. Đồng thời là có hình tiêu cả xương sườn trên một cái bệnh nhân đấy. Đấy. Thì thường ấy, thì với những cái đốt sống chột như này thì gần như là chắc chắn là di căn. Cuống sống là nơi mà giao mạch,
nếu mà những ung thư nó di căn theo đường mạch máu thì nó đến đến đốt sống, nó sẽ tổn thương ở cuống đầu tiên. Cuống đầu tiên, sau đó là đến thân đốt sống. Đấy. Đấy, xương thì chúng ta nhìn kỹ trên bối cảnh của chấn thương thì chúng ta nhìn thấy cái mảnh xương chẳng hạn. Mảnh đây là cái lỗ tiếp hợp nhỏ, đây lỗ tiếp hợp nó bị bất thường, nó phình to ra thì đây là thường đúng đúng với cả cái u thần kinh neuronal. Về cái khớp ấy, thì như tôi đã nói là cái khớp bên này hay bị bỏ sót này. Đấy, khối này nó cũng có thể thoái hóa, mà dấu hiệu thoái hóa trên X-quang thì cơ bản lúc nào cũng như nhau hết. Đầu tiên là đặc xương dưới sụn khớp, hai là hẹp cái khớp không đều. Đấy, nó chẳng dịch khớp, đây là các cái facet joint. Đây là cái bệnh nhân bị cột sống cổ nó trượt cả C5 ra trước cả C6, thì đương nhiên là cái cột sống này nó cũng bị tổn thương rồi. Đĩa đệm là nơi mà hai cái thân đốt sống nó tì lên nhau. Chúng ta không thể nhìn được đĩa đệm một cách trực tiếp ở trên X-quang đâu. Nếu mà cộng từ CT thì còn thấy được, chi quang thì chịu. Đấy, viêm cột sống dưới khớp hình đốt đốt tre. Đấy, phần mềm thì chúng ta thấy rằng là để kỹ cái phần mềm phía trước cột sống, hoặc là phần mềm phía trước cột sống nó bị mờ và nó dày lên, thì chắc chắn đây là cái bất thường gì đó liên quan đến áp xe trung thất hoặc là áp xe cổ. Đối với chụp cắt lớp vi tính thì rất đơn giản là bây giờ người ta cắt mỏng rồi thì bệnh nhân nằm lên bàn là chụp thôi, chụp cái gì được hết, và sau đó người ta tái tạo. Và cái tái tạo chúng ta đọc trên MPA là chúng ta sẽ dựng được đúng cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn. Đó. Ở đây là chụp CT bơm cái thuốc cản quang vào ống tủy để xem là có bị giò gì hoặc là bị chèn ở đâu vào nó khuyết cái hình cản quang trong này không. Đó, hình ảnh các lớp vi tính. Lớp vi tính thì nó cho phép chúng ta xem được cửa sổ xương, cửa sổ phần mềm. Đấy. Nhưng mà để đánh giá về xương thì xem cửa sổ xương. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái xương nó bị gián đoạn này. Đó, nó gián đoạn. Mà nếu mà cái này mà chụp X quang thì chịu, có tay không bao giờ phát hiện ra được những cái vỡ của cái thân đốt sống như này. Chỉ định của các lớp vi tính là đánh giá xương, gãy xương trong những cái bệnh cảnh chấn thương. Đấy. Chấn thương hoặc là bệnh cảnh của thoái hóa hoặc là các loại viêm bẩm sinh, hoặc là chụp đối quang cản quang cho cái tủy. Ngoài ra thì chụp CT nó giúp cho hướng dẫn về sinh thiết hoặc là phòng bế giảm đau. Đó. Ưu điểm của các lớp thì chúng ta biết rằng là CT nó có ở mọi nơi, mọi các tuyến rồi, và chụp rất là nhanh, bệnh nhân có thể đang chấn thương kích thích người ta vẫn chụp được. Đấy, sau đó thì cái máy nó dùng phần mềm nó tái tạo ảnh mỏng đi và dựng 3D các thứ thì chúng ta nhìn rất là rõ. Còn nhược điểm của CT thì đánh giá phần mềm thì không 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 tốt bằng cộng hưởng từ. Đấy. À, nhìn đấy thì chỉ là cơ rồi là mỡ rồi các thứ, nó thành một cái khối chứ nó không phân biệt tách thành từng thành phần một giống như là cộng hưởng từ. Đấy, chúng ta tiếp cận, nhớ tiếp cận ABCDS này thì vào một cái bệnh nhân. Đối với cả cái dấu hiệu thẳng chụp ở trên phim chụp X-quang thì chúng ta nhìn phim thẳng và phim nghiêng. Đấy.
Căng thẳng này thì đương nhiên là nó bị vẹo cột sống, vẹo đến nỗi mà nó làm cho cái vùng mà chịu lực nó dồn hết về một phía của cột sống và đặt hết xương của cái vị trí chịu lực đó, hẹp khe khớp và đặt xương ở vị trí đó, còn vị trí ngược lại thì lại hở ra và không có đặt xương nhiều. Trên phim nghiêng thế thì xem có trượt trước sau hay không. Đó. Những cái dấu hiệu của các cái gãy hoặc là bong các thứ thì xem trên phim chụp cắt lớp thì là lý tưởng nhất. Đây là một cái chấn thương lún thật đốt sống, có vỡ cả cái mỏm gai, và chính vì nó vỡ cho nên nó sẽ bị di lệch, là làm cho cái dây chằng nó bám ở cái phía ổ gãy để nó kéo cái gãy lên trên và ở phía dưới thì kéo xuống dưới, và nó làm cho hở cái vị trí của khối khớp bên này ra. Khối khớp bên này hở thì chắc chắn là có chật khớp, đấy là điều chắc chắn. Và đau này, nó cơ chế đau này nó sẽ nằm cả về cái xương sống, thân đốt sống, cả về gãy xương phía sau và cả về cái khối khớp bên nữa. Rất nhiều cơ chế đau nó gồm lại đấy, cái khối khớp bên bên trên thì là thoái hóa đặc xương. Đây, lỗ tiếp, đây là cái sụn cái đĩa đệm. Đây thì nhánh này là lao chỉ điển hình rồi. À, những bệnh lý viêm đĩa đệm cột sống do lao thường là nó có tổn thương phần mềm. Khi chúng ta nhìn thấy phần mềm là bị tổn thương rộng rãi như thế này, đấy, thì chắc chắn là do lao rồi. À, một cái phương pháp thăm dò là cộng hưởng từ, thì cộng hưởng từ ấy thì là rất là lợi trong cái chuyện là phần mềm và đĩa đệm, và đấy cũng chính là cái hay gặp nhất trên cái bệnh của các bệnh nhân. Đấy. Thì các cái chuỗi xung cơ bản người ta dùng là T1, T2 và T2 xóa mỡ trên lát cắt đứng dọc hoặc là lát cắt ngang. Mục đích của mỗi cái xung là để cho chúng ta xem tương quan của tổn thương là gì. Đấy. Một số các chuỗi xung khác là để ví dụ chụp mà đứng ngang chẳng hạn, để đánh giá các cái đám rối thần kinh. Đám rối thần kinh là những cái mà nó hơi hơi tăng tín hiệu, nó đi dọc xuống đây, tức là các cái dây thần kinh đi ra khỏi cột sống. Cộng hưởng từ thì nó sẽ nằm ở trong cái bài trình bày ngay sau đây, thì tí nữa tôi sẽ mở cho trình bày cho các bạn về cái cộng hưởng từ. Thì ưu điểm của cộng hưởng từ là nó phân giải phần mềm cực kỳ tốt và rất là nhạy trong cái việc phát hiện ra tổn thương. Còn nhược điểm thì không phải nơi nào cũng có sẵn sàng để cho chụp. Nếu mà chúng ta có một bệnh nhân bị chẩn đoán đau cột sống thắt lưng hoặc là đau cột sống mà liên quan nghi là do thoái hóa, thì một cái chỉ định lý tưởng nhất phải là cộng hưởng từ chứ không phải là CT hoặc cái gì khác. Các chống chỉ định của cộng hưởng từ thì nói chung rồi, ở phim chụp cộng hưởng từ thì ngoài cái chuyện là ABCD, là S là soft thì chúng ta phải không có S là soft tissue nữa, mà là everything else, là các cái phần còn lại bên ngoài. Ví dụ như quan sát cột sống thắt lưng thì chúng ta phải xem cái thận của bệnh nhân nữa, chúng ta phải xem khớp cùng chậu, chúng ta phải xem khám rất là nhiều các cái, xem những cái phần mềm hoặc sang những thứ khác mà nó liên quan, nó đứng cùng với trên phim chụp đấy. Đầu tiên thì vẫn là xem cái sự cân xứng thẳng hàng của bệnh nhân. Đấy, đây là một trường mà bị trượt ra trước, cái ở phía trên nó sẽ bị, nó là coi như là di động, thì nếu mà ra trước thì là trượt ra trước, ở phía cái đốt trên mà nó ra sau thì còn trượt ra sau. Đấy, tổn thương là các cái ổ tiêu xương. Cụm từ thì nó sẽ hơn cả cái CT ở chỗ là xem rõ được cái tủy sống và thậm chí là các cái ống, mà ống trung tâm của tủy sống đấy nó rộng hay nó hẹp cũng thấy được. Phần mềm thì nếu mà những trường mà bị một khối ở trong cái phần mềm như này,
trong dưới ống sống và ngoài tủy nó chèn vào như này thì CT thì chịu, có tay không được thấy được, nhưng mà công tử chúng ta thấy rằng nó phân biệt rất là rõ. À, cái phần bài sau thì sẽ nói kỹ hơn về cái chuyện này, ống sống này. Chúng ta tạm giải lao 5 phút nhé để vào cái bài sau nhé. Trong lúc đấy thì từ thì còn sống ấy, thì là một cái phương pháp thăm dò là tuyệt vời gần như là nhất, bởi vì là cái yếu điểm của cụm từ ấy thì chỉ mỗi cái bệnh lý về chấn thương thôi là nó kém thôi. Chứ còn về những cái u xương hoặc là u phần mềm hoặc là bệnh lý về thoái hóa thì cụm từ nó gọi là nó làm được hết. Nó có thể bộc lộ được những cái tổn thương được hết. U xương các thứ là chủ cũng thấy rõ ấy, nhá. Nhưng mà đối với cả cái đường gãy xương các thứ ấy, mà vi gãy xương các thứ thì cụm từ hơi kém CT một chút thôi. Nhưng mà cộng hưởng từ nó lại có một cái nhạy ở cái chỗ là nó phù xương. Nếu mà có gãy xương là kiểu gì cũng phù xương thôi, mặc dù nó không nhìn thấy được gãy ở đâu hết, nhưng mà nhìn thấy cái đốt sống nó phù nề lên, nó tăng, nó có dịch, nó tăng tín hiệu trên T2 với steer hết nhá. Thế thì đối với cả trong phạm vi của các bạn học về cơ bản thì cũng biết sơ bộ một chút về cộng hưởng từ cột sống, bởi vì là nó rất là thường gặp và rất là phổ biến đó, nó giống như chụp CT sọ thì chụp cộng hưởng từ nó cũng thế. Với những người mà bị đau cột sống thắt lưng chẳng hạn thì chụp CT hoặc chụp X quang lên có thể hoàn toàn bình thường, không phát hiện tổn thương gì hết, nhưng mà chụp cộng hưởng từ nó lại ra rất nhiều các vấn đề mà trầm trọng đấy. Thì đấy là cái khả năng của cộng hưởng từ. Sang cái bài về thoát vị đĩa đệm thì bởi vì là cái vấn đề này nó rất là thường gặp, ai trong cuộc đời cũng ít nhất một lần bị đau cột sống, và thường là đau cột sống thắt lưng. Đấy là một cái nhận định mà có lẽ là chúng ta ngồi đây có người bị rồi, có người cũng sẽ bị, có người chưa bị nhưng mà trong tương lai có thể một lúc nào đó, thời điểm nào đó sẽ bị đau cột sống thắt lưng. Đấy là một cái mà thông tin sự thật. Vậy thì những cái gì gây ra đau cột sống thắt lưng thì chúng ta sẽ lần lượt đi trong cái nội dung của bài này, và cụm từ nó làm sao. Đầu tiên nói về cái vấn đề về thoát vị đĩa đệm thì chúng ta đã được nhắc đi nhắc lại rồi là cái vỏ sơ ở bọc ở bên ngoài, cái nhân nhầy tức là nó là dịch, nó ở trung tâm. Chính vì thế cho nên cái đĩa đệm nó là mà sờ vào nó giống như là một cái bong bóng ấy, mềm đấy, để nó chịu lực. Đấy, vòng sơ bên ngoài rất là cứng. Nhưng mà cái cột sống thắt lưng ấy, người ta thấy rằng là nếu chúng ta xách một cái vật nặng là 10 cân
thì cuộc sống thắt lưng đấy nó phải chịu 30 cân. Nếu chúng ta xách 40 cân thì cái cuộc sống thắt lưng nó chịu hơn 100 cân. Đấy, đến mức độ như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta xách nặng thì khung xương sườn hoặc là cột sống ngực các thứ nó sẽ dàn đều lực ra. Nhưng mà ở cuộc sống thắt lưng ấy, nó chỉ có mỗi một cái trục duy nhất thôi, trục duy nhất sống thắt lưng thôi. Và có bao nhiêu lực nó dồn hết vào cuộc sống thắt lưng. Chính vì thế cho nên là cái đĩa đệm nó sẽ bị đè xuống. Và nếu mà chúng ta xách đồ ở cái tư thế thẳng, đuỗn cái cuộc sống thắt lưng thẳng tắp ra thì lực nó dồn đều vào các đĩa đệm thì là ok. Nhưng chúng ta xách nặng mà chúng ta lại cúi người lom khom thì ở phía trước nó sẽ lực nó chịu rất là nhiều, ở phía sau chịu lực ít hơn. Và khi mà nó lực nó dồn trước nhiều thì đương nhiên nó phều ra phía sau là tất yếu. Chính vì thế cho nên tại sao mà thoát vị nó toàn thoát vị ra sau chứ không ai nói gì để thoát vị ra trước. Đó. Mặt khác là phía trước này có một cái dây chằng dọc trước nó rất là cứng chắc nên nó đỡ đi. Tóm lại là cái tư thế của con người ta làm cho cái nhân nhầy nó có xuống, nó phìu ra sau và nó gây ra hiện tượng là thoát vị đĩa đệm. Nếu mà người ta mà đứng thẳng lên để xách đồ thì nó hay gây ra cái dàn đều cái lực và nó gọi là diffuse bulging, là nó bị phồng đĩa đệm, nó phồng sang hai bên ra sau. Thực ra thì cái phồng này cũng tốt hơn nhiều so với cả cái thoát vị, là vì phồng này nó còn có cơ hội cơ may nó co lại. Thoát vị thì nếu mà nó rách cái phồng phồng sơ ra hoặc là nó rách cả dây chằng dọc sau ra thì không còn cơ hội để nó về cái đĩa đệm bình thường nữa. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái đĩa đệm, có cái đĩa đệm thì dày, có cái thì mỏng. Đấy, những cái trên này là dày, cái dưới mỏng và đồng thời là nó giảm tín hiệu hơn so với cả cái trên. Phía dưới này nó toàn sơ hết rồi, nó không còn nhân nhầy nữa. Thì nó gọi là thoái hóa. Và cái vùng đĩa đệm này nó không còn nhiều chức năng để mà giảm sang chấn cho người ta nữa. Và đối với cả cái thoát vị mà nó lồi ra ở một cái góc nhỏ hơn 90 độ thì người ta gọi là thoát vị đĩa đệm. Đấy, hay là 25% chu vi, chúng ta vẽ một cái đường tròn liên tục của nhân đĩa đệm thì nó ra là 100% chu vi, thì nếu dưới 2/5% chu vi thì là thoát vị. Thoát vị nó có thể nằm ở trung cạnh trung tâm như này, có thể nằm ở sát ra ngoài của cái lỗ tiếp hợp. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái rễ thần kinh nó đi ra ngoài thì có thể thoát vị đúng vào cái rễ đấy, chèn vào đúng cái rễ đấy, hoặc là chèn vào những cái rễ mà nó chưa đi ra ngoài. Đấy, thì với mỗi một cái chèn này thì tương ứng với cả cái dấu hiệu thần kinh nó sẽ khác nhau. Nếu mà chúng ta nhìn thấy được nó chèn vào cái rễ thần kinh và chúng ta dở cái bản đồ chi phối thần kinh ra, chúng ta so, chúng ta sẽ thấy rằng là nó chi phối, nó đau đúng hoặc là tê đúng theo cái vị trí đấy, thì đấy chính xác hẳn là thủ phạm để gây ra những thoát vị và chèn vào gây triệu chứng đó. Đấy, đây là cái thoát vị thì nó di trú dưới dây chằng dọc sau. Thoát vị thì nó có vị trí là thoát vị trung tâm, thoát vị cạnh trung tâm, thoát vị trong lỗ tiếp hợp và thoát vị ngoài lỗ tiếp hợp. Đấy, khi mô tả cái triệu chứng, mô tả cái hình ảnh thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải mô tả được vị trí thoát vị như vậy. Đấy, nếu mà thoát vị ở trung tâm này thường là nó ít gây ra những cái triệu chứng hoặc là ít chèn ép nhiều, ít chèn ép bởi vì là cái lỗ bây giờ nó rộng mênh mông như này, nó phều ra ngoài nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nếu thoát vị ở cạnh trung tâm hoặc thoát vị ở lỗ tiếp hợp thì một cái thoát vị nhỏ thôi nó đã có thể gây ra những chèn ép rất là nặng nề và triệu chứng rất là nặng, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái lỗ này nó hay nhỏ như này mà nó bị chèn ép thì rất là nặng. Còn nếu mà theo chiều dọc, theo chiều chúng ta quan sát ra gian thì chúng ta sẽ xem được là cái thoát vị này nó có thể di trú lên trên, di trú xuống dưới dây chằng dọc sau, nó có thể đứt đoạn để nó trôi ra nằm trong ống sống. Đấy, hoặc thoát vị này nó đè vào xương, nó lõm vào xương và nó đè vào trong lỗ trong xương. Thì tất cả những cái hình thái của thoát vị này, các cái nguyên nhân mà chèn ép dưới thần kinh thì
Nhắc lại một chút về giải phẫu là cái dễ thần kinh nó đi trong cái vùng màu vàng này là bọc bởi nước 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 não tủy, là nó mà là màng cứng. Đấy, màng cứng và nằm ở trong cái ống sống là các cái rễ chạy đây, rễ chạy này, và cái rễ này nó đi chui ra ngoài qua cái ngách, qua một ngách ngách và cái ngách bên, cái ngách bên này tiếp tục nó đi chui qua lỗ tiếp hợp và nó đi ra ngoài. Đấy. Ở cái vị trí mà trong ống sống này, nếu mà cái rễ, nếu mà cái màu xanh là cái đĩa đệm nó thoát vị nó chèn vào thì nó sẽ gây ra cái dấu hiệu là thoát vị đĩa đệm và chèn vào cái rễ thần kinh. Ở ngách bên này hoặc là trong lỗ này thì chúng ta nhìn thấy đây là cái khối khớp bên. Khối khớp bên này nó thoái hóa, nó phì đại lên và nó cũng có thể chèn vào cái rễ thần kinh. Hoặc là thoát vị ra ngoài lỗ tiếp hợp thì có thể nó gây ra những cái chèn ra ngoài lỗ tiếp hợp. Như vậy thì lần lượt chúng ta xem. Đây là cái lát cắt ngang qua đĩa đệm. Lát ngang qua đĩa đệm thì chúng ta nhìn thấy nhân nhầy nằm ở giữa vòng xơ đen xì nằm ngoài. Và đây là những chấm chấm đen đen là các cái rễ thần, các sợi trục của thần kinh. Chúng ta đi xuống một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái ngách bên. Cái ngách bên đây. Đây là cái màu đen đen, đây là cái sợi rễ thần kinh nó chui ra ngoài. Đây là ngách bên nó lõm ở trong tạo thành một ngách, gọi là ngách bên, lateral recess. Đấy. Tiếp theo là cái ngách bên và lỗ, và lỗ tiếp hợp. Để chúng ta nhìn thấy cái màu đen đen nó chạy ở trong lỗ tiếp hợp, đây là cái rễ thần kinh. Đó, rễ thần kinh. Bên này có một cái rễ thần kinh. Đấy. Đây là cái rễ thần kinh. Đây là một cái rễ thần kinh đi sang. Cái rễ này nó tập hợp bởi rất nhiều các sợi trục khác nhau. Đấy, còn những cái chấm chấm này, chấm đen đen nên là các sợi trục mà nó bị cắt ngang ra, chúng ta nhìn thấy trên xuống chúng ta nhìn thấy sợi trục đấy. Đó. Cộng từ nếu mà máy độ phân giải càng tốt thì sẽ càng nhìn thấy. Chỗ này là một cái rễ khác của nằm ở phía trên. Nó đi trong trong cái khoang mỡ. Đấy, tiếp tục đi ra ngoài. Chúng ta nhìn thấy cái rễ thần kinh nó rất là to. Nhìn rõ. Và một cái gì nó chèn vào cái khoang này thì đều gây triệu chứng hết. Và lưu ý rằng là xung quanh cái rễ này là mỡ, hay tổ chức mỡ lỏng lẻo để nó làm sao cho cái rễ này nó bị thì đi trong một cái khoang mỡ rất là mềm mại để không bị cái gì chèn vào nó cả. Về giải phẫu cầu hồng từ thì đối với cả các cái rễ thần kinh thoát ra trong lỗ tiếp hợp. Đầu tiên là cái đĩa đệm nó ở mức độ là mức độ đĩa đệm. Mức độ đĩa đệm thì cái đĩa đệm này nó có thể lồi ra sau, nó chèn ép vào cái rễ ở phía, thì chúng ta sẽ mô tả là thoát vị đĩa đệm và chèn ép vào cái rễ thần kinh hoặc là cái sợi trục mà trước mà nằm trong ống sống, hoặc là đây là một thoát vị đĩa đệm và đây là một cái phần đen đen, này là cái rễ thần kinh, còn đây là cái phần nhân nhầy thoát vị chèn đúng vào cái rễ này luôn. Đây là cái thoát vị mà chèn vào ngách bên, thoát vị chèn hẹp hẹp vào ngách bên. Ở đây là ngách bên nó bị cái đĩa đệm nó chèn vào. Đấy. Ở đây là cái lỗ tiếp hợp. Chúng ta nhìn cái lỗ tiếp hợp phía dưới bao giờ nó cũng thuôn thuôn như này, hình bầu dục, và một cái chấm màu xanh này là nơi mà cái rễ thần kinh thoát ra. Đây là cái phần đen đen trên cái T2 sagittal là cái rễ thần kinh thoát ra đây. Đấy. Nhưng mà vì một lý do nào đó, ví dụ như trượt đốt sống, ví dụ như thoái hóa khối khớp bên thì nó tạo thành, hoặc là thậm chí là thoát vị đĩa đệm, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu xanh này chính là cái rễ thần kinh nó nằm trong ống sống, nó bị chèn thẳng vào. Đấy. Và đây là một cái ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái lỗ tiếp hợp của L23 nó nằm, nó hình một, nó màu trắng trắng này và đen đen nằm giữa là cái rễ thần kinh, dây thần kinh nó thoát ra. Thì với cái L45 chúng ta nhìn thấy đĩa đệm nó bị thoát vị, nó chèn hoàn toàn vào trong cái lỗ tiếp hợp và chắc chắn là nó sẽ chèn ép vào rễ thần kinh rồi, đấy là điều chắc chắn. Và đây là cái vị trí của con chuột nó để
đúng vị trí này là có một cái thoát vị đây. Đấy, thoát vị này nó lấp kín cái lỗ tiếp hợp và làm cho cái dễ thần kinh bị thoát ra, bị chèn vào. Và đây là một cái lỗ tiếp hợp rất là thông thoáng, rất là đẹp, nhưng mà chỗ này đĩa đệm L5 nó bị trượt ra trước và nó làm cho cái lỗ tiếp hợp nó chỉ còn là một cái vùng rất là mảnh như này. Đấy, mảnh như này, và cái lỗ tiếp hợp nó bị biến dạng, nó tạo thành một cái hình nó thuôn thuôn như này. Đáng lẽ là nó hình tròn bầu dục như này, nhưng bây giờ nó bị kéo dẹt ra thành cái hình thuôn như này. Và đen đen đây là cái rễ thần kinh, thì đương nhiên là có sự chèn ép rất là nặng nề rồi. Đó. Thì đối với cả các cái phương pháp thăm dò chẩn đoán nhảy thì cụm từ là ưu việt số 1 để phát hiện ra những cái thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà X-quang hoặc cắt lớp nó cũng có vai trò của nó. Với những cái nơi mà không có chụp cụm từ thì bắt buộc phải X-quang. Đấy. Vậy thì X-quang thấy cái gì? Chúng ta không biết là trên cái màn hình phân giải của các bạn có nhìn thấy được cái chụp X-quang, cái lỗ tiếp hợp này nó chúng ta nhìn nghiêng sẽ thấy cái lỗ tiếp hợp đây. Đây. Và cái lỗ tiếp hợp của L45 này nó bị biến mất. Đúng không? Đấy. Và như vậy thì với X-quang chúng ta không nhìn được cái hiện tượng chèn ép vào rễ thần kinh hay là vào, nhưng mà chúng ta nhìn gián tiếp bằng cái cửa sổ xương. Chúng ta thấy và chúng ta khẳng định chắc chắn đây là nó chèn ép vào lỗ L45 bên trái rồi. Đấy, chúng ta nhìn gián tiếp qua cái xương thì thấy được. Ở đây nếu mà chúng ta zoom to lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phần mờ đây là lỗ tiếp hợp. Thì không biết trên cái màn hình của các bạn có nhìn thấy cái đầu, cái mũi tên vàng này đang chỉ vào lỗ tiếp hợp hay không. Nhưng mà nếu mà các bạn mở patch ra, chúng ta xem trực tiếp ở trên phim ấy, chúng ta zoom to lên, chúng ta chỉnh cửa sổ thì chúng ta sẽ lờ mờ nhìn thấy cái đĩa đệm này. Và cái đĩa đệm này nó lồi ra sau đến mức độ nào thì chúng ta cũng thấy được đĩa đệm nha. Hoặc là thấy trượt lỗ sống thì đương nhiên là cái lỗ tiếp hợp nó sẽ bị biến dạng. Chụp CT thì cũng thấy được khá tốt cái đĩa đệm. Đấy, ví dụ như là những trường như này thấy được đĩa đệm đấy. Đấy, đĩa đệm đấy. Cái lỗ tiếp hợp nó đang bình thường như này. Thậm chí là thấy hình mờ mờ của cái rễ thần kinh. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta phải tái tạo cửa sổ xương và chúng ta zoom lên khá to thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh như vậy. Đấy, đây là cái hình ảnh của rễ thần kinh nó đi ra. Nhưng mà cái thoát vị đĩa đệm này nó biến dạng cái lỗ tiếp hợp này rồi. Đấy, và đồng thời trượt cái đốt sống lần năm ra trước, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái hẹp. Vai trò nữa của CT là chúng ta thấy được cái xâm lấn ra ngoài ống sống. Đối với cả phim chụp CT thì nó còn có cái vai trò nữa là để đánh giá ngoài cái ống sống. Có những bệnh nhân đau cột sống thắt lưng, đau rất là nặng nề, nhưng bệnh nó lại không phải nằm cột sống thắt lưng mà lại do cái ung thư nó di căn ở vùng quanh cái vùng tiểu khung và sau võng mạc chẳng hạn. Đấy, thì đấy là cái vai trò của CT là như vậy. Như vậy thì để tổng kết lại cái vấn đề về thoát vị đĩa đệm cột sống thì chúng ta thấy rằng là cùng với triệu chứng đau của rễ thần kinh, đau kiểu rễ như vậy, nhưng mà các cái vị trí của tổn thương nó sẽ khác nhau, có thể nó nằm ở trong lỗ tiếp hợp, có thể nằm ở ngách bên, có thể nằm ở lỗ tiếp hợp và thậm chí có thể nằm ngoài lỗ tiếp hợp, thậm chí nó còn nằm ở trong cái vùng tiểu khung hoặc là vùng thắt lưng. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải, khi chúng ta đọc phim chúng ta cần phải có lâm sàng là đau như thế nào, đau ở vị trí nào, lan xuống bàn chân hay xuống mu bàn chân hay gan bàn chân hay ở đâu đấy, thì đấy là bắt buộc là phải có những cái đấy lâm sàng như vậy nhá. Còn nếu mà không có cái hình ảnh
chúng ta mà hiểu được cái ý nghĩa hoặc là cái lợi thế của từng các cái phương pháp công cụ tần hóa nhảy, CT, cộng từ, X-quang, thì chúng ta sẽ có được cái phương pháp để chẩn đoán và sẽ có được những cái chiến lược điều trị cho mình. Hai cái bài về chẩn đoán hình ảnh cuộc sống ấy, thì đối với cả chẩn đoán hình ảnh cơ bản thì cũng không có nhiều cái không có nhiều những cái để mà chúng ta nói về X quang hay siêu âm, mà chủ yếu là vai trò của CT với cộng từ là chính thôi. Cho nên là các bạn sau cái thời gian mà đi làm việc và tiếp cận với cả chẩn đoán hình ảnh thì có lẽ là sẽ dần dần tìm hiểu, tiếp cận dần. Trong các bạn thì có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì về các cái phương pháp chẩn đoán hay là điều trị hay là các bệnh lý gì về cuộc sống không? Chẩn đoán ngày không? Lớp trưởng Vân Thanh. Dạ không ạ. Em hỏi các bạn đi xem còn ai ngồi đấy không, hỏi gì không. Đúng rồi, tư thế chụp cuộc sống thắt lưng với cuộc sống ngực là tư thế thẳng, tư thế đứng là thầy. Nằm em ạ. Nằm ạ. Cả nghiêng và tư thế thẳng đều là tư thế nằm hết ạ. Đúng rồi em ạ. Chụp cuộc sống thắt lưng người ta chụp nằm ấy. Nào em đi qua phòng X-quang 119 ở Viện Đại Uy ấy. Em sẽ xem người ta chụp, cứ viên người ta đặt như nào, chụp thế nào. Đối với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh ấy, định cơ bản ấy, chúng ta cần phải biết được là với mỗi một cái phim thì chụp như thế nào và tiêu chuẩn là ra làm sao, tiêu chuẩn phim nó có đúng hay không. Thì đôi khi là ở kỹ thuật viên người ta xem, người ta có thể người ta biết, người ta hỏi lại, hỏi mình ấy là anh xem cái này đúng chưa, chụp đúng chưa, là chúng ta không biết gì là sẽ không hay lắm. Và đôi khi chúng ta sẽ không thể đủ thông tin để chúng ta chẩn đoán đấy. Không phải là kỹ thuật viên người ta cứ chụp ra cái gì là mình sẽ đọc cái đấy. Đấy, yêu cầu có thể mình yêu cầu người ta là cái này chụp sai kỹ thuật, chụp thiếu, và yêu cầu chúng ta phải chụp lại, ví dụ thế. Ví dụ như những cái cột sống cổ này, không đủ các thân đốt sống chẳng hạn. Đấy là một cái sai hoàn toàn về kỹ thuật. Thầy ơi, thầy có thể giảng cho bọn em thêm một chút về các xung của cộng từ đối với chụp cuộc sống thắt lưng đúng không ạ? Các xung của cộng từ à? Ý em là cộng từ cuộc sống thắt lưng á? Dạ vâng ạ, cuộc sống thắt lưng và cuộc sống cổ ấy. Tại vì em thấy mấy cái xung đấy bọn em chưa được nắm được kỹ lắm ạ. Em có nhìn thấy trên màn hình không? Cái màn hình PACS này không? Các bạn có nhìn thấy trên cái giao diện PACS này không? Dạ có. Dạ bọn em thấy rồi ạ.
cộng hưởng từ cột sống thắt lưng là cái mà thăm dò nhiều, thăm khám nhiều nhất hiện nay đối với cả cái phòng chụp, bất kỳ phòng chụp thường nói nhảy nào thế. Sau này các bạn sẽ có cái hệ thống fax như thế này, nó đến tận tuyến huyện, tuyến tỉnh. Mà thậm chí ngồi ở nhà chúng ta cũng có thể đọc được cái phim, đọc được phim được. Thậm chí là các cái tỉnh như là Hà Tĩnh, Phú Thọ, Không Quân, tất tật người ta chụp xong người ta cũng có bắn lên được trên hệ thống này. Chúng ta ngồi một chỗ đọc được hết. Các cái cơ sở ví dụ như Lào Cai, Nghĩa Lộ, thậm chí là Campuchia, các thứ người ta chụp lên mình cũng có thể thấy được hết. Như là cái giao diện mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Chúng ta để bỏ cái tên bệnh nhân đi để cho... À đây ạ. Chị ơi, không có bác sĩ đây đâu chị ạ. Đúng đúng ạ, chị chờ tôi ngoài, tôi đang dạy học một tí. Vâng. Chúng ta nhìn thấy bên tay phải là cái các cái xung cơ bản của cộng hưởng từ nhá. Thì đối với cả cộng hưởng từ của sống thắt lưng, các bạn nhìn thấy các cái xung cơ bản đầu tiên là thế T2 gọi là sagittal, tức là đứng dọc. Xung thứ hai là T1 đứng dọc. Và luôn luôn phải có một cái xung gọi là cắt ngang. Và cái cắt ngang này là T2. Ngoài ra thì có một cái... Vũ Thị Mến tắt mic đi. Vâng, xin lỗi thầy ạ. Thế thì ý nghĩa của mỗi một cái xung này là gì? Đúng không? Bao giờ chúng ta đọc phim chúng ta sẽ nhìn lướt qua sơ bộ ở trên cái xung T2 cắt dọc, đứng dọc này là cho phép chúng ta nhìn đủ là A là alignment, B là bone, C là cartilage, đầy đủ hết tất cả các cái mục đấy được nhá. Chúng ta nhìn lướt từ trên xuống dưới cái đĩa đệm, xương, dây chằng. Đấy, sau đó thì chúng ta nếu mà thấy cái chỗ nào mà nó bất thường về xương thì chúng ta dở cái xung steer này ra. Đấy, steer ra nhá. Đối với cả một số các cái kỹ thuật chụp yêu cầu cao cao cấp hơn nữa thì bao giờ người ta phải có một cái coronal T2 để người ta xem cái, hoặc là coronal steer để người ta xem khớp khớp cùng chậu. Đó, nhưng mà này thì vì là không đủ thời gian nên là người ta cắt giảm những xung tối thiểu đi. Cái T2 cắt ngang là một cái cực kỳ quan trọng để chúng ta sau khi chúng ta nhìn thấy có những bất thường về đĩa đệm hoặc là ống sống ở vị trí này thì người ta sẽ phân tích trên lăn cắt ngang để xem là cái mức độ hẹp thực sự của cái ống sống đấy nó đến đâu. Thì chúng ta hãy nhìn thấy cái hình tròn nó bao bọc những cái chấm chấm này và nó tăng tín hiệu bên trong là dịch não tủy, cái vòng ngoài là cái màng cứng nó đã bọc lại đó. Cái phần đen giảm tín hiệu ở phía sau này là gọi là dây chằng vàng, là chúng ta sẽ xem được là cái mức độ hẹp thực sự của nó là bao nhiêu. Đó, và chèn ép đến mức độ nào, giống như là cái hình ảnh lúc nãy mà phân tích. Đó, như vậy thì ý nghĩa của mỗi một cái thăm khám về các cái xung là chúng ta sẽ xem T2 trước, sagittal trước. T1 sagittal có ý nghĩa gì? Không có nhiều ý nghĩa lắm, trừ khi là chúng ta sẽ xem về cái xương. Đối với cả T1 thường, tức là không có xóa mỡ, thì xương, tủy xương bao giờ nó cũng tăng tín hiệu trên T1. Đấy, tức là gì? Tức là những cái
những cái thành phần của xương này nó sẽ tăng tín hiệu, nó sáng lên. Còn cái vỏ của xương chính là cái phần màu đen bọc bên ngoài, là cái phần mỏ vỏ xương hoặc là phần sụn, nó sẽ giảm tín hiệu trên T1. Đấy. Bất kỳ một lý do nào đó, ví dụ như là thấy một cái tổn thương tiêu xương hoặc là khuyết xương hoặc là gì đó, chỗ này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là đây nó từng vị trí này. Nếu mà nó là phù thủy xương thì nó sẽ đen, nó u xương thì nó sẽ đen, tất cả tổn thương xương gì thay thế tủy thì nó đều là đen trên T1. Thì đấy là giá trị của T1 là sẽ xem về cái giải phẫu xương. Đấy. Còn đối với cả đánh giá về đĩa đệm, nhân nhầy cái thứ thì chỉ T2 cắt ngang và T2 sagittal là đủ. Tương tự như vậy đối với cột sống cổ cũng tương tự. Cột sống cổ nó có một cái điều khác nữa mà cần phải nói cho các bạn thêm về cái cột sống cổ là mình đã tìm cái cột sống cổ, sống ngực. Các bạn thấy tìm một cái cột sống cổ không hề dễ, trong khi tìm cột sống ngực thì cột sống thắt lưng thì cực kỳ dễ. Cột sống cổ người ta cũng tương tự như vậy thôi nhá, tương T2 corona ASEAN STIR đấy. Nhưng mà riêng cái cột sống cổ ấy, nó có một cái điều là chúng ta nhìn được cái lỗ tiếp hợp, bắt buộc phải xem được lỗ tiếp hợp của cột sống cổ trên cái lát cắt ASEAN này. Ví dụ như là ở đây là một cái lỗ động mạch đốt sống, đây là đường viền ranh giới của thân đốt sống, thân đốt sống cổ. Đây là cái mảnh sau cung sống và đây là cái lỗ tiếp hợp nó đi ra. Như vậy đây có thể khẳng định một cái lỗ tiếp hợp hoàn toàn bình thường, rất đẹp. Đấy. Nhưng mà kế đến một cái lỗ phía dưới thì bắt đầu thấy hẹp rồi. Đó. Đấy, đây là một cái lỗ mà chúng ta cần phải để ý. Cột sống cổ hay có nhiễu ảnh. Đây là cái đường kính của cái lỗ tiếp hợp. Đấy. Nhưng mà cái lỗ tiếp hợp bên này thì đường kính nó lại nó khá nhỏ như này. Như vậy thì đây chính là cái trường hợp mà nó bị hẹp lỗ tiếp hợp bên trái của cái C56 chẳng hạn. Tương ứng với cả nếu mà bệnh nhân này mà đau đúng cái vị trí này thì là có cái tình trạng chèn ép dễ này. Và chúng ta sẽ góp phần và chúng ta chẩn đoán. Thì đấy là cái mà hướng dẫn cách để phân tích một cái phim chụp của sống cổ với thắt lưng. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không?